Theo thông tin cập nhật của GNN vừa qua, đại diện cho công ty bất động sản Nhật Nam bà Vũ Thị Thúy, giám đốc của doanh nghiệp này lại bất ngờ thành lập hàng loạt doanh nghiệp mới và thông báo đề nghị các nhà đầu tư chuyển đổi hợp đồng sang các doanh nghiệp mới này, với lời hứa hẹn sẽ được trả lại dần tiền gốc. Cuối năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập. Cuối tháng 2 năm 2023, công ty cổ phần Sông Đà Invest được thành lập. Cả hai doanh nghiệp này đều do bà Vũ Thị Thúy làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ngay sau đó, công ty bất động sản Nhật Nam ra văn bản đề nghị các nhà đầu tư chuyển đổi hợp đồng đầu tư sang doanh nghiệp mới là Sông Đà Nhật Nam mới được thành lập. Tại buổi đối thoại giữa đại diện công ty bất động sản Nhật Nam với nhà đầu tư diễn ra mới đây, nhiều nhà đầu tư bức xúc yêu cầu công ty phải tất toán hợp đồng. Nhưng bà Vũ Thị Thúy, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty Nhật Nam lại cho rằng các nhà đầu tư cần phải làm việc riêng với bộ phận pháp chế của công ty trước sự bức xúc của các nhà đầu tư. Đại diện công ty Nhật Nam thừa nhận hiện nay không có tiền để trả và lại đưa ra cam kết sẽ trả dần bằng tiền mặt hoặc bất động sản. Thế thì lấy chúng tôi lấy cái gì để chúng tôi tin tưởng? Bây giờ tôi cái người mà người môi giới, cái người mà dụ dỗ tôi để tôi làm tham gia hợp đồng này, không tìm thấy số điện thoại, không có. Thế thì lấy gì để chúng tôi đảm bảo là chúng tôi tin tưởng? Tôi xin chất vấn chỉ dưới hai câu. Chỉ nói là giữ hình ảnh của công ty, thế tôi hỏi hình ảnh của công ty là cái hình ảnh gì mà chúng tôi bôi nhọ, thì trả lời giúp. Cái thứ hai, chị bảo là sai hợp đồng chịu trách nhiệm, chị đang sai hợp đồng thì bây giờ chị chịu trách nhiệm như thế nào trước chúng tôi, thì trả lời vào hai câu hỏi đó trong tâm nhé. Các anh chị ạ, muốn tìm cách tháo gỡ cùng với tôi, nhưng mà tôi chưa làm thoại các anh chị xong, các anh chị đi băng rôn khẩu hiệu cả nước bên tôi, đúng không ạ? Vậy thì nếu như bản thân tôi không muốn cố gắng, không muốn cùng tìm tiếng nói chung với nhà đầu tư, thì tôi có buổi đào tạo không? Và hôm nay hết, các anh chị nhìn thấy tôi đang cố gắng từng ngày. Nhưng mà bản thân tôi càng cố gắng, các anh chị càng cứ suốt ngày diễu hành. Và tôi cũng nói luôn này, theo luật, nếu như các anh chị hôm nay không tìm được tiếng nói chung, thì chúng ta theo luật chúng ta này. Rồi, ok, chờ tôi. Không có tiếng nói nhau thì cứ thế là bây giờ biểu tình chứ thôi, làm có cái gì ạ? Chúng tôi đi biểu tình hàng tuần luôn. Bây giờ tôi hỏi chị Thúy này. Chị bảo là chị đối thoại với nhà đầu tư là chị có trách nhiệm, đúng không ạ? Chúng tôi chỉ quan tâm kết quả được làm. Nhìn mặt thôi nhé. Tất cả các buổi làm thoại, tất cả các thông báo chị đã thực hiện được chưa? Đã ra được kết quả gì chưa? 11 tháng nay không có kết quả gì. Chỉ thông báo ngừng hai. Như vậy chị không có uy tín với chúng tôi nữa. Và công ty không có tư cách dùng tiền chúng tôi đầu tư nữa. Chúng tôi không tin tưởng cái nguồn vốn khi đổ vào công ty nữa. Thì chúng tôi phải rút vốn để chúng ta gửi vốn khác. Đấy là quan điểm của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi nghi ngờ về năng lực lãnh đạo của công ty. Không phải nghi ngờ mà năng lực kém luôn, nghi ngờ cái gì đó. Mà tôi nói rõ cái gì nhé. Bản thân chúng tôi không cần được biết trong hợp đồng là công ty dùng tiền của chúng tôi nào trong hợp đồng với đó, thì công ty cũng nói lỗ hay là nặng, chúng tôi có được không có báo cáo tài chính đâu, thì nói lỗ là lỗ, nói lãi là lãi, quan trọng lỗ hay lãi vẫn phải thanh toán, đúng không ạ? Đừng vì điều đó mà chị lay cất mai cất, chả có doanh nghiệp nào làm như thế cả. Bây giờ chúng tôi không còn tin tưởng nữa, tôi chấm dứt rút vốn. Bây giờ chị trả lời tôi cho rút vốn có cho chấm dứt hay không, thế thôi. Không bán đất của đối phương. Nếu như các anh chị đồng lòng ủng hộ doanh nghiệp để cho chúng tôi có thời gian tháo gỡ, nếu các anh chị mà không nghe lắng nghe tôi trả lời thôi, các anh chị cần tìm tiếng nói tôi trả lời để làm gì? Cần phải giải quyết cái vấn đề là nói chuyện không được, không rồi bắt đầu với cái hướng không được ở trên. Chứ bây giờ thì gọt thời tiền nhưng mà để nghe chị Thanh Minh giải thích nhá, thì chọn cho tôi ba phương án vừa rồi ấy. 1, 2, 3, chị chọn ra nào để giải quyết? Tôi đã nói với các anh chị rồi, doanh nghiệp, các anh chị đầu tư đầu tư doanh nghiệp, và doanh nghiệp đang cần tìm cách tháo gỡ. Thế nếu như nhà đầu tư hôm nay đồng thuận với tôi, thì tôi sẽ tháo gỡ trong quý 2 cho nhà đầu tư nhận tiền. Còn nếu mà các anh chị bảo là các anh chị không ủng hộ, thì ngay lập tức tôi cũng không tìm được. Công ty đã hứa bao nhiêu lần hứa rồi, tháng 2, tháng 5, tháng 6, thì bây giờ lại tháng 2 tiếp, thì đến bao giờ mới thành công đây? Không còn nhận hứa. Tôi có một hợp đồng bắt đầu từ tháng
ngừng hợp đồng của tôi đến tháng 5, đến tháng tháng 2 năm 2023 đây, yêu cầu tôi chuyển hợp đồng và trong biên bản hợp đồng là cam kết là tháng 6 sẽ chi trả cho tôi. Nếu tháng 6 không chi trả, không có một lý do giải thích như thế nào. Thế bây giờ 10 tháng này tôi cái đầu lương của tôi 2 triệu bạc, bây giờ tôi đầu tư vào đây hàng ngày để tôi lấy lương tôi ăn, bây giờ 10 tháng này tôi không có lương, thế thì chị nghĩ như thế nào, chị giải thích tôi đi. Còn nếu chị thấy bây giờ năng lực thì không thể lãnh đạo được công ty để cho ra cái đồng lãi tiền giả lại cho chúng tôi. Tôi yêu cầu chỉ có thế thôi. Và ngoài ra